Đợt này em về dây AV rất nhiều nha quý vị. Dây bãi Nhật hết, toàn là dây đẹp hết nha. Dây đẹp hết. Quý vị thấy ha, đâu. Dạ. Quý vị nhìn thấy là biết ha. Khoảng đợt này về cũng khoảng 1.000 mấy 2.000 quý vị, em còn khoảng 2-3 thùng thứ này nữa. Mà rất nhiều nha, thùng rất nhiều cũng còn không có khui hết, tại vì bán từ từ rồi khui ra để nhiều quá không có chỗ để quý vị. Rất nhiều quý vị. Bó là mấy trăm mấy bó ha. Thì khủng khiếp ha. Nhưng mà sổ ra hết thì chắc một đống trùng rụng như thế này luôn. Đợt này nó về đó quý vị, có mấy cái dây mà nè. Dây này là 3.5 ra 2 bông sen ha. 3.5 2 bông sen, dây xịn. À, cái dây này á, thì quý vị cấm quý vị xài, có thể nói là xài không biết tới chừng nào mà hư. Mình phải nói vậy. Còn mấy cái dây mới á, quý vị mua quý vị xài khoảng thời gian cái nó bị nhiễu quý vị. À, khi mà quý vị ghim vào dàn âm thanh nó có cái tiếng ù xe ù xe. Hay là nó có nẻo là tạch, đó là do dây tín hiệu ha. Thì đó là do cái dây nó bị gãy, hoặc là lâu ngày cái đồng nó bị mục, nó vẫn còn dính với nhau, nhưng mà nó cái dính tiếp xúc không tốt nó sẽ gây hiện tượng nhiễu ù xe. Đấy. Còn dây Nhật này thì cái ruột nó đồng, nó đồng xịn quý vị. Và cái ruột của nó đồng ở trong là rất là nhiều luôn, nó nhiều gấp mấy lần cái sợi dây mới bây giờ. Đấy, cho nên là quý vị sử dụng ha, nó cho cái tín hiệu rất là tốt. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái độ bền ha. Độ bền của nó thì không phải nghĩ rồi. Dây nó rất là mềm, rất là dẻo. Đấy, dây 3.5 này mà. Không nhiều đâu quý vị. 1-2 ngàn sợi mà lựa được có chỉ có hai, tầm mười mấy 20 sợi mà 3.5 ra 2 bông ra AV như thế này thôi. 1-2 ngàn mà nó lựa ra chỉ được có 20-30 sợi thì quý vị biết nó hiếm thế nào nữa. Sợi này thì nó dài 1 mét, có 1 mét 2, có 1 mét rưỡi, có 2 mét, có 3 mét, có. Đấy. Sợi 1 mét thì giá nó là 50 50, còn mấy sợi kia thì dài hơn, thì đắt hơn tí xíu thôi. Đấy. Rồi, em xin quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé.